Các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 5 trang 208 sách giáo khoa vật lý lớp 11. Nội dung: tiếp theo bài tập 4, cách thực hiện là sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực. A là rời vật, B rời thấu kính, C rời mắt và D không có cách nào. Với bài tập số 4 thì chúng ta đã xác định yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị số bội giác, đó chính là kích thước của vật. Và công thức xác định số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực, đó chính là công thức ở trang 206, G vô cực bằng OCC trên F. Vậy bây giờ, với trường hợp nào có thể cho phép mà vẫn ngắm chừng ảnh ở vô cực? Với IA là người ta tiến hành rời vật, thì các em có thể theo dõi trên hình 32.5. Nếu chúng ta rời vật AB ra xa thấu kính hoặc lại gần thấu kính, thì các em sẽ thấy là khi đó thì cái ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kính hay là kính núp này không còn nằm ở vô cực nữa. Bởi vậy thì chúng ta chưa chắc đã ngắm chừng được ở vô cực đối với cái trường hợp này. Trường hợp thứ hai là người ta dịch chuyển thấu kính, thì trường hợp dịch chuyển thấu kính cũng tương tự như trường hợp dịch chuyển vật, có nghĩa là nó sẽ thay đổi khoảng cách từ vật đến thấu kính và từ đó làm cho cái tính chất ảnh tạo bởi thấu kính của vật AB này sẽ thay đổi, nên có thể ảnh đó sẽ không hiện ở vô cực để chúng ta ngắm chừng nữa. Với IC là người ta tiến hành rời mắt, có nghĩa là ở đây là người ta sẽ dịch chuyển vị trí của mắt. Thì các em thấy là khi mà dịch chuyển vị trí của mắt thôi thì ảnh A'B' vẫn không thay đổi, là nó vẫn nằm ở vô cực. Và mắt của chúng ta vẫn có thể dịch chuyển đi, nhưng chỉ cần nhìn hướng vào phía có ảnh A'B' thì chúng ta vẫn quan sát hay là chúng ta vẫn ngắm chừng ở vô cực được. Do đó thì với bài tập này thì chúng ta sẽ chọn phương án là tiến hành dịch chuyển mắt để vẫn có thể tiếp tục ngắm chừng ảnh của vật AB ở vô cực. Vậy các em ghi lại câu trả lời cho bài tập này. Là với việc thực hiện rời mắt thì vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn phương án tương ứng là phương án C.